Đây kìa, mình đang đi xuyên qua mây nè các bạn. Khúc này là cực kỳ xấu luôn mà mây nó che á. Thấy không? Rồi. Không thấy đường chạy luôn. Một trải nghiệm rất là vô mốt luôn các bạn. Tầm nhìn xa chỉ giảm xuống còn 5 mét thôi. À, dưới đây là chỉ thấy được gần gần thôi. Xa là hầu như là không thấy luôn. Đó, có những anh xe tải bò lên rất là đáng thương luôn, bò chậm. Các bạn thân mến, là chào mừng các bạn quay trở lại với video của mình ha. Thì mình tính là làm chung một cái video từ Đà Lạt về tới thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà qua cái địa phận tỉnh Bình Thuận, qua đèo Đại Ninh đó các bạn. Thì mình thấy cái cảm giác cũng như là cái khung cảnh đẹp quá, và mình có một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ, đó là mình đi xuyên qua mây mù dẫn lối. Thì mình quyết định là mình tách video ra để chia sẻ với các bạn ha. Đi dí xeo đít mình khó chịu lắm đó. Xe anh bật trôi đó, anh đi giữ thiệt chứ. Thì cái đoạn đường này là đoạn đường quốc lộ 28B ha, vừa qua đi khỏi địa phận Lâm Đồng, mình qua địa phận của tỉnh Bình Thuận nha các bạn. Giờ đường nãy giờ đường xấu nhưng mà vẫn di chuyển được nha các bạn, chưa có tới nỗi quá xấu đâu. Ok, tiếp tục di chuyển nha các bạn. Hiện tại thì mình thấy có rất là nhiều anh Sài Gòn biển số 51 đi di chuyển hướng ngược lại, là hướng lên thành phố Vũng Tàu, thành phố Đà Lạt ha. Nay thứ sáu mà người ta di chuyển lên để vui chơi cuối tuần đó các bạn. Rồi ok, mình tiếp tục mình di chuyển thôi. Ôi, trước mặt các bạn là một cái con đường xuống dốc rất là cao luôn, và có ổ gà nữa. Ổ gà ngay dưới đáy dốc nè. Rồi, qua đây di chuyển từ từ thôi. Rồi, bò lên thôi. Bên kia mình thấy có mây núi rất là đẹp ha. Rồi, có nhà này đang dừng lại chụp hình. Đó, bên kia các bạn, bên kia có mây núi rất là đẹp ha. Dự là đi cái đường đất đo này về rửa xe mệt nghỉ luôn nha các bạn. Wow, mây núi quá đẹp luôn. Đó, mây kìa, mình đang đi xuyên qua mây nè các bạn. Đấy, mây đó, trước mặt các bạn là mây đó. Nói là cái đường này đi xấu nhưng mà đường cái bù lại là cảnh quan thiên nhiên nó rất là đẹp. Rồi, wow, không thấy đường luôn các bạn ơi. Ở đây mây mù không thấy đường chạy luôn á. Ở đây có một cái trạm dừng chân ha, có thể là nhà mình sẽ vô đây nghỉ chân chút xíu ha, rồi tiếp tục di chuyển sau. Wow, không thấy đường luôn. Để mình đúng rồi, không thấy đường chạy luôn. Khúc này là đường xấu quá nha các bạn. Đây có một cái trạm dừng chân nè. Wow, đường khúc này là cực kỳ xấu luôn mà mây nó che á. Rồi từ từ chạy bài xíu để bà qua khúc này đã. Wow, đường cực kỳ xấu. Rồi, để mình bật cái đèn gầm vàng lên ha. Ôi, qua khúc này là phải bật đèn sương mù lên các bạn ơi. Bật đèn lên chứ không thấy đường chạy rồi. Mình mới mở cửa xe ra ha. Wow, không thấy đường chạy luôn. Oh my god. Đây các bạn, thấy không? Không thấy đường chạy luôn. Một trải nghiệm rất là vô mốt luôn các bạn. Tầm nhìn xa chỉ giảm xuống còn 5 mét thôi. Hoàn toàn đây là không thấy đường chạy nha các bạn. Mình chỉ thấy được trước đầu xe mình 5 mét thôi. Đó, thì hiện tại mình đã đặt bật đèn sương mù nè, đèn xe nè, để cho những cái xe đối diện phía trước. Wow, có một cái xe này đang lên. Wow,
có thể đây là cái trải nghiệm đầu tiên của mình mà đi đường sương mù giống vậy ha, trải nghiệm rất là vô mốt. À, tới đây có một cái trạm trạm nghỉ, đi xuống muốn nghỉ không? Rồi, đi mình vô, đi mình vô đây mình nghỉ chân xíu đi. Qua không thấy đường gì luôn, không thấy đường gì luôn. Rồi mình sẽ tấp xe vào đây nha các bạn, coi thử. Phải nói là không thấy đường chạy các bạn. Ok, bây giờ mình xuống xe thôi. Thì hiện tại nhà mình đang dừng ở trên đỉnh đèo Đại Ninh nha các bạn. Thấy mây quá cho nên dừng lại, quyết định là dừng lại để mà nghỉ ngơi xíu luôn. Wow, mây mù khắp nơi luôn, không thấy đường chạy luôn. Đây là một cái trạm dừng chân ở trên đỉnh đèo ha. Wow, tầm nhìn xa là không dưới 2 mét đâu nha các bạn. Lên đây là không thấy gì luôn nè. Đó. Nè, dưới đây là chỉ thấy được gần gần thôi, xa là hầu như là không thấy luôn. Rồi, thì bây giờ nhà mình sẽ nghỉ ngơi đây ha. Nghỉ ngơi đây chút xíu, đi vệ sinh, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục mình di chuyển. Rồi, tình hình là mình mới vừa nghỉ chân xong, bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển nha các bạn. Đó, trước mặt mình vẫn còn rất là nhiều sương mù luôn. Phải nói đây là một cái trải nghiệm rất là hay, rất là tuyệt vời đối với mình nha các bạn. Lần đầu tiên mà mình đi trong cái thời tiết mà sương mù đầy dày đặc như vậy ha. Thì hiện tại là đã tan bớt sương mù rồi nha các bạn. Chứ hồi nãy là tầm nhìn là không quá 2 mét luôn á chứ. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Đây là cập nhật cho những ai muốn biết đèo Đại Ninh hiện tại như thế nào nha. Thì vẫn đi đường nha các bạn. Vẫn đi đường nha. Rồi, ok, mình tiếp tục mình di chuyển. Wow, trước mặt các bạn là sương mù nè. Bây giờ mình phải bật đèn đèn gầm lên. Bật đèn gầm màu vàng á. Thì mình mới trang bị cho xe mình cái cặp đèn gầm hai inch màu vàng ba màu á các bạn. Thì nó có màu vàng trong đó. Thì màu vàng để người ở phía xa người ta thấy được cái xe mình đang tới á. Rất là hay ha. Rồi, ok. Ồ, khúc này giống như là nó bị sạt lở nè các bạn. Ghê không? Quá ghê luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình di chuyển về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mình chuẩn bị mình xuống một cái dốc dài ha. Dốc dài nguy hiểm nè. Wow, không thấy đường luôn các bạn ơi. Phải bật đèn chiếu gần rồi. Vậy hả? Rồi, mình thấy xa xa có một cái anh xe đang lên ha. Ồ, anh xe tải đang lên. Đó, đó là công dụng của bật đèn khi mà đi vào đường sương mù đó các bạn. Phải nói là sương mù dày đặc luôn các bạn. Không thấy gì luôn. Thì khi mà đi trong cái điều kiện đường sương mù không thấy đường này các bạn, thì các bạn nên đi tốc độ thấp thôi ha. Ngoài việc là bật hết đèn lên thì mình đi tốc độ thấp thôi thì có gì mình dễ xử lý ha. Và hơn nữa, nếu mà vào cái sương mù mà dày đặc quá không thấy đường gì hết nữa, sương mù dày hơn như vậy nữa, thì mình nên bật cái đèn ưu tiên là đèn khẩn cấp đó các bạn. Đó, bật cái đèn khẩn cấp lên thì để thu hút cái sự chú ý của các tài xế khác ha. Đó. Thì đất ở cái vùng này là đất đỏ nè, cho nên xe đi rất là dơ luôn. Cộng với thời tiết sương mù và mây á, thì thành thử ra là đi xe nó dơ lắm. Thì này về rửa xe là giống như cái xe trước nè bạn không? Xe đó người ta đang bật đèn cảnh báo, đèn khẩn cấp á. Rồi, xe này cũng vậy nè, bật đèn khẩn cấp nữa ha. Đó.
Thì mình thấy dòng xe ở dưới lên rất là nhiều ha. Ở đây có một cái khúc cua. Wow, đây là sương mù dày đặc luôn nè các bạn. Rồi xe này mình gì nằm đường rồi. Ở được rồi. Quá đã luôn các bạn, một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, rất là thú vị. Thì hiện tại mình đang đang ở trên đỉnh đèo Đại Ninh và đang đi xuống nha các bạn. Ồ, khúc khúc trước là không thấy đường luôn. Bây giờ mình sẽ bật cái đèn cảnh báo lên nè. Đó, đèn chớp chớp lên để xe trước và xe sau thấy xe mình nha các bạn. Đây. Đó, bật cái đèn lên để đi cho nó an toàn ha. Khúc cua này, khúc cua 180 độ luôn. Đó, mình mới vừa qua khúc cua này nè. Quá tuyệt vời luôn. Rồi mình chuẩn bị mình qua một cái khúc cua tay áo này nữa nha các bạn. Đó thì khi mà đi đường đèo các bạn nên bật cái bản đồ Google Maps á để mình đoán trước những cái khúc đường mà mình chuẩn bị đi qua để mình có cái sự chuẩn bị cho nó hợp lý ha. Rồi, tiếp tục đi thôi, khúc này là người ta đang rào đường này nè. Đó, tốc độ 30 thôi nè, di chuyển chậm thôi. Đó, có những anh xe tải bò lên rất là đáng thương luôn, bò chậm. Rồi, ok, mình sẽ tiếp tục di chuyển nha các bạn. Thì hiện tại có rất là nhiều những cái công trình đang được nâng cấp và sửa chữa ở trên cái cung đường này nha các bạn. Thì khi mà đi cái đường đèo xuống dốc này thì mình sẽ sử dụng chế độ bán tự động để mình đi ha. Thì cái chế độ này giúp cho mình sử dụng cái bông tua động cơ để mình hãm bằng động cơ các bạn. Từ đó thì nó sẽ đỡ áp lực lên cái phanh của mình ha, đi cho nó an toàn hơn. Tại vì khi mà phanh sử dụng một thời gian dài thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là nóng phanh. Mà khi nóng như vậy là rất là nguy hiểm, rất là dễ bị chai phanh nha các bạn. Đó, hiện tại là mình đang bằng phanh động cơ nè, vòng tua động cơ lên tới 2-3 nghìn nè. Đó, mình chuẩn bị mình qua một cái khúc cua cua chỏ tiếp. Rồi, một cái khúc cua cua chỏ tay áo. À, phải nói cái khung cảnh rất là đẹp luôn. Có rất là nhiều anh 50 á, 50 51 đi lên hướng về thành phố Đà Lạt ha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình di chuyển. Thì cái khúc này qua rất là nhiều những cái đường quanh co uốn khúc như con rắn các bạn, đi thích lắm. Thì khúc này thì là cũng gần hết đèo rồi, đường nó Đó. cũng tương đối là dễ đi ha. Thì mình xin kết thúc cái video trải nghiệm cái đèo Đại Ninh của mình tại đây nha. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình và Quá đẹp luôn, mời các đó khung bạn chào cảnh rất đón là những đẹp. cái video tiếp theo của mình nha. Rồi, xin chào các bạn. Dạ,
Rồi, ok, mới tiếp tục mình di chuyển nha các bạn. Quá đẹp luôn, khung cảnh rất là đẹp luôn.